Xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Hyundai i10 các bạn nhé. Phiên bản 1.2, số sàn bản đủ. Và đặc biệt, đây là xe kiểu dáng sedan, tức là kiểu dáng hai đầu các bạn. i10 này thì nó có hai mẫu đó các bạn. Trước mắt chúng ta là sedan này hai đầu, còn có một bản hatchback chính là cái màu đỏ phía trước kìa. Đấy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu qua chút về cái i10 sedan số sàn bản đủ này. Rồi ok, bây giờ chúng ta vòng lên phía trước một chút này. Phía trước này thì theo cá nhân tôi thấy đánh giá thiết kế rất là đơn giản thôi. Nó không bị lỗi mốt. Đèn thì vẫn sử dụng là đèn halogen phản xạ đa hướng. Đèn gầm các thứ trang bị đầy đủ. Và cái điểm nhấn lớn nhất ở phía đầu xe đó chính là cái cụm đèn gầm các bạn. Nhìn khá là mạnh mẽ đó, so với bản cũ trước đây là thay đổi khá nhiều. Chiếc i10 này thì nhiều khách hàng yêu thích lắm vì sự rộng rãi, đặc biệt là giá rất rẻ thôi. Hiện tại bây giờ đang bán ra khoảng 380 triệu thôi. Sau khi hoàn thiện tất cả các chi phí thủ tục thì nếu mà các bạn ở tỉnh thành khoảng 430 là chúng ta lăn bánh xong xuôi rồi. Còn nếu mà ở Hà Nội thì cao hơn chút, khoảng 460. Phù hợp với rất nhiều những nhu cầu sử dụng, chạy gia đình cũng ok này vì nó là bản đủ. Tính năng an toàn cũng rất là ổn định. Nếu mà chạy kinh doanh dịch vụ thì cũng không chê vào đâu được. Thực tế ra bây giờ cũng nhiều khách hàng, nhiều các bác tài ưa chuộng cái bản đủ này hơn bản thiếu. Trước đây thì nhiều người lựa chọn bản thiếu vì cái tính kinh tế. Tuy nhiên thì càng ngày các bác càng tỉnh táo hơn rồi. Chúng ta bỏ ra có mấy chục triệu luôn. Tuy nhiên thì ví dụ chúng ta sẽ có sẵn la răng đúc này, chìa khóa thông minh này, màn hình DVD này, cam lùi này, không thiếu gì cả. Túi khí có đầy đủ hai túi khí luôn. Trong khi đó bản thiếu thì cắt bớt rất nhiều. La răng sắt, tay nắm cửa cùng màu chân xe, chìa khóa dạng cơ này. Cảm biến lùi cũng không có, camera lùi cũng không có. Còn với bản đủ thì chúng ta có đầy đủ hết luôn. Với cái xe này nếu mà để về sử dụng các bạn, chúng ta chỉ cần làm thêm dán kim cách nhiệt này, trải đèn da này. Và nếu có điều kiện thì chúng ta bọc lại bộ ghế thì các bạn thấy không? Đây là ghế nỉ các bạn nhé. Nội thất đó là ghế nỉ này, tông màu kem pha với đen, tạo một cái cảm giác khá là rộng rãi. Chiếc i10 này thì cũng đang được chúng tôi hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Nếu mà trả góp như các bác hay mua ấy, thì thông thường một tháng chúng ta chỉ trả khoảng 5-6 triệu thôi, cả gốc cả lãi luôn. Đó các bạn thấy khoang nội thất. Khoang cabin này thì cũng khá nhiều chi tiết nhựa, tuy nhiên xe giá rẻ mà. Còn lại điều hòa, chìa khóa thông minh, màn hình DVD chúng ta có đầy đủ sẵn rồi. Nếu các bạn muốn lái thử và trải nghiệm thì hãy liên hệ với chúng tôi theo một trong số hai cái số hotline bên dưới. Nhân viên sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bà con, cô bác và anh chị. Xin cảm ơn quý vị và bạn và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo. Xin chào.